Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện ca xóa xăm này cho bạn nữ này. Như các bạn nhìn thấy thì lông mày, đây là lông mày đã xóa sau lần 1. Có nghĩa là lông mày điêu khắc. Thì như các bạn đã biết là điêu khắc ấy thì là một dạng dùng dao khắc để mà đưa mực vào vùng da. Thì bao giờ cái xóa xăm cho cái dạng điêu khắc này thì nó cũng sẽ lâu hơn một chút. Bởi vì tại sao? Bởi vì dao khắc nó sẽ đưa đến cái vùng, có thể đưa đến vùng hạ bì của khách, có nghĩa là rất là sâu. Thì xóa xăm bằng phun hay là bằng điêu khắc này thì tại Rio cũng là xóa rất là sạch, cam kết đấy. Thì như mình xóa lần trước các bạn đây, các bạn có thể nhìn rõ ràng nó đã khá mờ đi rất là nhiều đấy. Đấy, cả hai bên đã mờ đi rất là nhiều. Dự kiến là sau lần này cũng mờ đi tầm độ 85-90%. Thì sau lần thứ ba nữa thì có thể là nó sẽ sạch tất cả luôn. Bởi vì là mực theo cái máy mà bên mình hoạt động đang là cơ chế hút mực và đào thải sắc tố. Có nghĩa là nó sẽ hút những sắc tố có màu và hút được chọn lọc. Chính vì thế cho nên là kể cả khi mà mình bắn vào các vùng tay mình nó không có mực thì nó cũng không có tác dụng gì cả. Nó chỉ có tác dụng với cả những cái vùng mực mà mình đã chọn để bắn. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn, cho các bạn xem mình sẽ làm ngay bây giờ nhé. Xóa sau lần 1 thì bao giờ nó cũng đau hơn. Lần 2 thì cũng đỡ đau hơn bởi vì là mực đã được để bề mặt rất là nhiều cho nên là nó không còn độ sâu của mực nữa. Cái vùng da nào nó có màu đen là nó sẽ hút bất kể là gì. Các bạn cần phải chườm đá cho nó giảm cái rát đi. Hiện tại Rio Tattoo hoạt động về xăm, phun xăm thẩm mỹ, xóa xăm không sẹo và đào tạo học viên. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Địa chỉ là 217 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và số 4 Lê Thế Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại là 0985 902 857, 0966 941 999 và 0932 330 333. Website là xăm đẹp.com và thẩm mỹ rio.com. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.